Chào mừng các bạn đến với Phương Bình An. Hôm nay, Phương Bình An xin chia sẻ ứng dụng 28 ngày thực hành lòng biết ơn. Phương Bình An xin chân thành biết ơn tác giả Rhonda Byrne và dịch giả Nguyễn Phúc Quang Ngọc đã truyền trao phương pháp thực hành 28 ngày biết ơn qua quyển sách The Magic Phép Màu. Phương Bình An xin chân thành biết ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe và thực hành cùng Phương Bình An. Phương Bình An nguyện cho phép màu sẽ mở ra một thế giới mới và mang đến niềm vui cho bạn trong suốt cuộc đời. Người nào đã có sẵn lòng biết ơn sẽ được ban tặng thêm, và anh ta hoặc cô ta sẽ có dư dả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn thì những gì anh ta hoặc cô ta đã có sẽ bị tước đi. Ngày 1. Cảm thấy mình thật hạnh phúc. Khi tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc, thì cả thế giới xung quanh tôi thay đổi. Willie Nelson. Có thể bạn đã từng nghe người khác nói rằng hãy cảm thấy mình thật hạnh phúc, vì khi nghĩ về những điều mình biết ơn, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng có thể bạn không nhận ra việc cảm thấy hạnh phúc thật ra chính là một trong những phương pháp hiệu quả nhất, và nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn một cách nhiệm màu. Khi bạn cảm thấy biết ơn vì những thứ mình có, dù cho đó là những điều nhỏ bé, thì bạn dần sẽ thấy những điều ấy tăng lên. Nếu bạn cảm thấy biết ơn số tiền mình có được, dù chỉ là ít ỏi, thì số tiền ấy sẽ gia tăng một cách nhiệm màu. Nếu bạn cảm thấy biết ơn một mối quan hệ, ngay cả khi nó không hoàn hảo, thì bạn sẽ thấy nó trở nên tốt đẹp hơn một cách diệu kỳ. Nếu bạn cảm thấy biết ơn công việc của mình, dù đó không phải là một công việc mơ ước, thì mọi thứ cũng sẽ thay đổi, khiến công việc trở nên thú vị hơn, và tất cả những cơ hội nghề nghiệp sẽ lần lượt xuất hiện. Ngược lại, khi không cảm thấy hạnh phúc, chúng ta có thể rơi vào một cái bẫy. Khi ấy, một cách vô thức, chúng ta sẽ cảm thấy tiêu cực. Chúng ta cảm thấy tiêu cực khi những điều mình không có. Chúng ta cảm thấy tiêu cực khi phê phán hay bới móc lỗi sai của người khác, khi phàn nàn về tình hình giao thông hay việc phải chờ đợi khi xếp hàng, về chuyện bị trễ, về chính quyền, về việc thiếu tiền hay cả về thời tiết. Khi cảm thấy tiêu cực thì điều tiêu cực cũng sẽ gia tăng. Nhưng trên hết, mỗi khi cảm thấy tiêu cực, thì khi ấy chúng ta ngăn chặn những điều hạnh phúc đến với mình. Tôi đã thử cả hai phương pháp này, cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy tiêu cực. Và tôi cam đoan với bạn rằng, cảm thấy hạnh phúc là cách duy nhất để có được sự đủ đầy trong cuộc sống. Thà không có đủ thời gian khi mãi nghĩ về hạnh phúc, còn hơn là không đủ hạnh phúc vì mãi lo đến khó khăn. Nhà văn và tu sĩ Cox. Việc đầu tiên bạn cần làm vào mỗi buổi sáng, hoặc càng sớm càng tốt, là hãy cảm thấy mình thật hạnh phúc. Bạn có thể viết tay, gõ trên máy tính, hoặc sử dụng một quyển sách hay nhật ký đặc biệt để viết ra danh sách của mình, viết tất cả những thứ mà bạn cảm thấy biết ơn. Hôm nay, bạn sẽ tạo ra một danh sách đơn giản gồm 10 điều hạnh phúc trong cuộc sống mà bạn thấy biết ơn. Khi Einstein nói cảm ơn, ông nghĩ về lý do tại sao mình cảm thấy biết ơn. Khi bạn nghĩ về lý do tại sao mình biết ơn một sự vật, con người hoặc tình huống cụ thể nào đó, thì lòng biết ơn sẽ sâu sắc hơn. Hãy nhớ rằng, phép màu của lòng biết ơn có hiệu quả tương đương với mức độ cảm xúc. Vậy nên, với mỗi điều trong danh sách, hãy thêm vào lý do bạn cảm thấy biết ơn. Dưới đây là một số ý tưởng để viết danh sách của bạn. Điều thứ nhất, tôi thật sự hạnh phúc khi có được. Bởi vì. Điều thứ hai, tôi rất vui và cảm thấy biết ơn đối với. Bởi vì. Điều thứ ba, tôi thật sự biết ơn. Bởi vì. Điều thứ tư, với tất cả tấm lòng, tôi biết ơn. Bởi vì.
sau khi hoàn thành danh sách 10 điều hạnh phúc, hãy đọc lại từng điều, có thể đọc nhẩm hoặc đọc to. Mỗi khi đọc đến điều nào, hãy nói từ nhiệm màu 3 lần. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, và cảm nhận lòng biết ơn đối với điều ấy càng nhiều càng tốt. Để cảm thấy biết ơn nhiều hơn, bạn có thể biết ơn vũ trụ, Chúa Trời, Thần Thánh, cảm ơn những điều tốt đẹp, cảm ơn cuộc sống, cảm ơn bản ngã hoàn thiện của mình, hoặc bất cứ một khái niệm nào khác. Khi hướng lòng biết ơn đến một vật hoặc người nào đó, cảm xúc sẽ mạnh hơn và lòng biết ơn sẽ có sức mạnh lớn hơn, tạo ra nhiều phép màu hơn nữa. Đó là lý do tại sao những nền văn hóa bản địa cổ xưa thường chọn các biểu tượng như mặt trời để hướng lòng biết ơn đến. Họ đơn giản là sử dụng một biểu tượng vật chất để tượng trưng cho tất cả các nguồn lực tốt đẹp trong vũ trụ, và bằng việc tập trung vào biểu tượng đó, họ sẽ cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Việc thực hiện phương pháp cảm thấy mình thật hạnh phúc rất đơn giản và mang lại hiệu quả cao trong việc thay đổi cuộc sống. Đó là lý do tôi muốn trong 27 ngày tiếp theo, mỗi ngày bạn sẽ viết thêm 10 điều hạnh phúc nữa vào danh sách. Có thể bạn thấy việc mỗi ngày phải tìm ra 10 điều để biết ơn là hơi khó khăn, nhưng càng nghĩ nhiều, bạn sẽ càng nhận ra mình có thật nhiều điều để biết ơn. Hãy suy nghĩ kỹ về cuộc đời mình xem. Mỗi ngày, bạn đều đã và đang nhận được rất nhiều. Thật sự, có rất nhiều thứ để cảm thấy biết ơn. Bạn có thể biết ơn ngôi nhà, gia đình, bạn bè, công việc và cả thú cưng của mình. Bạn có thể biết ơn mặt trời, biết ơn dòng nước mình uống, biết ơn thực phẩm mình ăn và không khí mình hít thở. Bạn không thể sống được nếu thiếu chúng. Bạn có thể biết ơn cây cối, chim muông, hoa lá, bầu trời, giọt mưa, ngôi sao, mặt trăng và cả trái đất tuyệt đẹp của chúng ta. Bạn có thể biết ơn các giác quan, mắt để nhìn, tai để nghe, miệng để nếm, mũi để ngửi và làn da để cảm nhận mọi thứ. Bạn có thể biết ơn đôi chân giúp mình đi lại, đôi tay giúp bạn làm mọi thứ, giọng nói giúp thể hiện bản thân và giao tiếp với người khác. Bạn có thể tỏ lòng biết ơn đối với hệ miễn dịch giúp mình khỏe mạnh và tất cả những cơ quan khác đang ngày đêm gìn giữ sự sống của bạn. Và còn trí tuệ kỳ diệu của con người thì sao? Đó là một điều mà không thứ máy móc nào có thể bắt chước được. Dưới đây là danh sách các chủ đề quan trọng có thể nhắc nhở bạn về những điều hạnh phúc và khiến bạn cảm thấy biết ơn. Bạn có thể thêm bất cứ chủ đề nào mình muốn, tùy vào việc bạn cảm thấy điều gì là quan trọng. Các chủ đề kỳ diệu để biết ơn: thứ nhất, sức khỏe và cơ thể; thứ hai, công việc và thành công; thứ ba, về tiền bạc; thứ tư, về các mối quan hệ; thứ năm, về niềm đam mê; và thứ sáu, đó là các điều hạnh phúc trong cuộc sống. Thứ bảy, về tình yêu; thứ tám, về cuộc sống; thứ chín, về thiên nhiên, trái đất, không khí, nước và mặt trời; thứ chín, những sản phẩm vật chất và dịch vụ; thứ mười, bất kể chủ đề nào bạn chọn. Bạn sẽ cảm thấy tốt đẹp và hạnh phúc hơn rõ rệt mỗi ngày khi thực thi phương pháp cảm thấy mình thật hạnh phúc, và mức độ hạnh phúc sẽ tỷ lệ thuận với lòng biết ơn. Bạn biết ơn càng nhiều thì sẽ thấy hạnh phúc và cuộc sống của bạn sẽ thay đổi càng nhanh. Có hôm bạn cảm thấy vui vẻ rất nhanh, nhưng hôm khác có thể cần nhiều thời gian hơn. Nhưng chỉ cần duy trì phương pháp cảm thấy mình thật hạnh phúc mỗi ngày, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt ngày càng lớn trong cảm xúc và sẽ thấy những điều hạnh phúc gia tăng một cách kỳ diệu. Lời nhắc nhở nhiệm màu: hãy đảm bảo rằng bạn sẽ dành một khoảng thời gian trong hôm nay để đọc phương pháp nhiệm màu của ngày mai, vì có vài điều bạn cần làm trước khi bắt đầu ngày mai. Thực thi phương pháp nhiệm màu số 1: cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Số 1. Điều đầu tiên trong sáng hôm nay, hãy lập danh sách 10 điều hạnh phúc trong cuộc sống mà bạn cảm thấy biết ơn. Số 2. Viết ra lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn với mỗi điều như vậy. Số 3. Đọc lại danh sách, có thể đọc nhẩm hoặc đọc thành lời. Và sau khi đọc xong một điều, hãy nói các từ nhiệm màu: cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, và cảm nhận lòng biết ơn đối với điều hạnh phúc ấy, càng nhiều càng tốt. Số 4. Lặp lại 3 bước đầu tiên của phương pháp nhiệm màu này trong suốt 27 ngày tiếp theo. Số 5. Đọc phương pháp nhiệm màu của ngày mai trong hôm nay. Người nào đã có sẵn lòng biết ơn sẽ được ban tặng thêm, và anh ta hoặc cô ta sẽ có dư dả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn thì những gì anh ta hoặc cô ta đã có sẽ bị tước đi. Phương Bình An xin chân thành biết ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe và thực hành cùng Phương Bình An. Phương Bình An nguyện cho phép màu sẽ mở ra một thế giới mới và mang đến niềm vui cho bạn trong suốt cuộc đời.